mình xin hướng dẫn các bạn một cái câu riff nghe cũng rất là uy lực và trong một cái thể loại nhạc rock metal, nhưng mà người ta gọi là folk metal, được phát triển chủ yếu ở các nước Bắc Âu, là cho bạn Thụy Điển hay là Phần Lan chẳng hạn. Thì thật ra họ đưa vô cái âm hưởng của dân ca của họ vào trong thể loại metal một cách khá là sáng tạo. Và cái bài mà mình trích ra một cái đoạn riff trong cái bài gọi là Twilight Tavern thì có cái tên lĩnh đây, các bạn có thể search ở trên YouTube để nghe của cái ban nhạc này nhé. Thì cái câu này nó gọi là câu break, tức là cái câu mà chuẩn bị chuyển đoạn á, họ đánh cũng khá là thú vị. Thì trong cái hợp âm power chord này cũng có một vài cái điểm đáng chú ý để các bạn có thể học tập được, thì mình chia sẻ với các bạn nhé. Thì trong cái câu break này thì chủ yếu là họ sử dụng là cái nốt móc đơn và nốt móc đôi nha các bạn, nốt móc đơn và nốt móc đôi là chủ yếu. Nhưng mà các bạn thấy là nốt móc đơn, nhưng mà do cái bài này tốc độ của họ đánh nó khá là nhanh, hơn 140, 145 gì đó, thì cho nên các bạn nghe nó cũng khá là nhanh, thì mình cũng sẽ giảm nó lại, mình đánh chậm để cho các bạn quen với cái tốc độ đó. Thì hai hợp âm sử dụng ở trong cái đoạn break này đó là hợp âm là son 5 ha, son power chord các bạn. Thì có nhiều cái cách đánh power chord, thì đây là cách mình thích, tức là mình đánh nốt gốc son và quãng năm của nó là rê ha, bấm như thế này. Còn nếu các bạn bấm dày hơn, các bạn bấm theo dạng bình thường như thế này, 3 giây vẫn được ha, vẫn được nha các bạn. Nhưng mà trong cái bài này mình đánh kiểu đó. Hợp âm thứ hai đó là hợp âm rê 5, nhưng mà bát của nó là bát la, đặc biệt tí ha. Thì nếu rê 5 thì các bạn bấm như thế nào, các bạn rê nè và ngay chỗ này la, nhưng bây giờ có bát la nữa thì các bạn chặn cái ngón trỏ các bạn lên trên luôn để cho cái nốt la của nó ngay ngang năm này luôn. Lúc đó các bạn đánh 3 giây thì đánh như vậy gọi là rê 5, nhưng mà bát của nó là nốt la, thì hay cái ký hiệu người ta ghi là rê 5 xuyệt cái nốt la nha. Thì chủ yếu là hai cái bài mà thôi. Và cái mà mình đánh cái gì buồn đó đến là cái gì mì, dây số 6, cái kiểu mà nghe nhạc rock các bạn thấy đánh như vậy nó rất là uy lực. Thì với cái gì buồn như vậy thì chúng ta palm mood, chúng ta bịch cái dây, chúng ta để chạm vào nghe gần con ngựa để nghe cái tiếng nó nặng hơn. Nếu bạn đánh tiếng bình thường, còn nếu các bạn bảo chạm vào đánh bình thường nè, bấm mút vào, đây là kỹ thuật rất hay ha. Thì mình sẽ đánh một lần tương đối chậm để sau đó sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết nha. Thì các bạn có thể xem tab trên màn hình ha, mình có hiển thị đây. Thì đầu tiên các bạn đánh một cái nốt móc đơn, sau đó tới hai cái nốt móc đôi ha, thì nó như thế này. Thì sau đó các bạn đánh cái hợp âm power chord son 5, nó cũng là nốt móc đơn ha, câu đầu như sau nha. Rồi tiếp theo các bạn đánh bốn cái nốt móc đôi thì nó như thế. Thì ngay chỗ này có nhiều bạn sao hỏi là power chord mà thường đánh dây buông á, người ta đánh down beat, tức là đánh bốn phím xuống luôn, các bạn vẫn có thể đánh được cho bài này. Tuy nhiên ở cái tốc độ mà bài tương đối nhanh như vậy thì dân đánh power metal hoặc là folk metal họ sẽ đánh alternate picking, đó đánh xuống lên chứ họ không đánh kiểu này. Thì kiểu đánh như thế là bị thrash metal hoặc là như Metallica, Megadeth họ đã đánh đào viết rất hay. Mà nếu các bạn mà không có chuyên về cái thể loại metal của đó, các bạn đánh của đó nó mỗi tài kinh khủng lắm các bạn. Thời mà mình còn chơi trong ban nhạc mình đánh thrash metal mình cũng có thể đánh được kiểu đó, nhưng bây giờ bỏ lâu quá rồi mà đánh cái kiểu đào viết không vậy nó rất là mỗi ngay chỗ này các bạn, rất là mỗi ha. Nếu bạn đánh lâu dài cho nên là mình cứ anh sẽ đánh picking đi ha, phím lên
xuống lên ha, cũng được. Thì mình nói là cái đoạn đó để các bạn hiểu được. Bây giờ chúng ta tập tiếp ha. Sau đó các bạn là đánh bốn cái nốt đây này. Rồi sau đó các bạn mới đánh tới là cái hợp âm là D5 suyệt la. Thì ngay chỗ này nó là một cái nốt móc đơn thôi. Sau đó các bạn đánh thêm một lần nữa ha. Thì thật là chậm, cộng nó như sau. Đoạn đó mà khi mà các bạn đánh nhanh lên thì nghe nó sẽ mạnh mẽ hơn ha. À, từ từ nâng tốc độ nha bạn. Thì cái khuôn thứ tư thì họ là một cái đoạn đánh một cái câu, các bạn sẽ nghe với cái mũi của folk metal hoặc là power metal họ hay đánh ha. Thì cái câu cũng khá đơn giản các bạn. Đầu tiên là chúng ta đánh cái nốt rê là dây buông. Sau đó tới mi pha thăng, si, rồi la, son, pha thăng, mi. À, thì cái nốt mi cuối này nó là nốt nó đen, à, một cái nốt đen. Còn các nốt kia là chủ yếu là nốt múc đơn và nốt đôi thôi. Lại nha bạn. Thì sau đó các bạn là coi như đã bốn khuôn rồi, chúng ta quay lại từ đầu ha. Tập lại nha bạn. Chậm nha. Giúp cái kỹ năng bầm mút của bạn và kết hợp câu ha. Thì bây giờ mình sẽ đánh tốc độ tương đối nhanh một tí để các bạn có thể cảm nhận được là nó uy lực như thế nào khi chúng ta áp dụng nhanh ha. Rồi, hy vọng là câu riff này cũng giúp ích cho bạn trong việc luyện tập một vài cái câu nhạc rock và kỹ thuật bầm mút, cũng như hiểu biết thêm cái cách mà chúng ta di chuyển cái hợp âm của nốt bass khác cái nốt gốc ha. Thì cái đàn mình đang đánh đó là cái cây rất tuyệt vời, cây một trong những cây cao cấp nhất của Hàn Quốc là X700 Duality ha các bạn, rất là đẹp ha. Thì các bạn có thể xem tại cái đường link trong phần mô tả video để biết thêm về thông tin cái đàn này. Và nếu các bạn có nhu cầu học về guitar điện thì mình có các khóa học kỹ thuật guitar điện cơ bản và áp dụng dành cho các bạn là đã biết về guitar thùng và giờ muốn chuyển qua guitar điện, hoặc là mới biết sơ sơ về guitar điện cần nâng cao các kỹ thuật kỹ năng đánh đàn, thì chúng ta có thể đăng ký khóa học đó, mua một lần, đăng ký đóng tiền một lần và học trọn đời. Các bạn học trên thiết bị di động, bất cứ thiết bị nào các bạn muốn yêu thích, hãy ủng hộ kênh Guitar for Freedom bằng cách like, share, comment. Nếu các bạn có nhu cầu mua đàn, amp ly, các effect, dây nhợ gì đó liên quan tới guitar thì có thể xem qua cái shop của mình, đó là Amigo Guitar Shop. Hân hạnh được phục vụ các bạn và hẹn gặp trong những clip tiếp theo. Xin chào!